Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình làm cái clip chia sẻ cho anh em cách bẫy sóc và bẫy chuột ở trên cây như thế nào ha. Thì theo yêu cầu của anh em yêu cầu mình chia sẻ cách bẫy sóc á. Đúng ra là thời gian qua mình làm rồi nhưng mà do mưa quá anh em, cho nên là mình cũng không có đi được. Thì mình bẫy sóc là thường thường ở mấy cái lùm tầm vông này nè. Thì anh em biết là trời mà mưa xuống là cây cối tầm vông nó ướt lắm, nó thấp, mình chui nó ướt khó chịu lắm. Cho nên là mình không có làm được. Thì hôm nay rảnh là mình cũng sẽ làm clip chia sẻ. Đồng thời là buổi chiều hôm nay mình cũng sẽ đi bẫy luôn. Thì đây, ở đây là mình đã chuẩn bị dây cáp này anh em này. Anh em có thể thấy ha. Đây. Cái dây cáp này là mình cột thêm ở trên này một khúc dây dù nữa nha anh em. Dây dù siêu bền. Thì dây dù siêu bền này là ở đây mình làm một cái vòng này. Cái này là mình làm sẵn rồi. Đây anh em có thể thấy ha. Mình làm một cái vòng. Thì cái khúc dây dù này là nó 4 cm nha anh em. Anh em làm dài cỡ tầm 4 cm là ok rồi. Còn cái dây cáp này á thì mình cắt dài 30 cm. Để khi mình vừa làm thòng đây là vừa cái chỗ này là mình cái cột cây nữa là vừa luôn. Là đúng đẹp luôn. Đây. Là cái đây là toàn bộ cái dây mà mình sẽ bẫy sóc ở trên cây này. Anh em thấy không? Cái dây cáp này là nó khoảng tầm 4 chấm. Siêu bền này cũng 4 chấm luôn nha anh em. Đây dây cáp mình mua cái loại cáp này. Anh em có thể thấy ha. Đó siêu bền này. Đó. Thì khi mình đi bẫy là mình cầm thêm một con dao nha anh em. Mình sử dụng một con dao. Thì mình bẫy sóc á. Thì anh em bẫy sóc á. Thì có thể là dùng mồi của con sóc ha. Một là chuối. Hai là mình dùng mít. Thì mình dùng mít là nó sẽ bén hơn anh em này. Mít nó thơm nó bén hơn. Còn anh em mà bẫy chuột á thì dùng mồi khác nha anh em. Bẫy chuột thì anh em cũng có thể là dùng thường thường nó hay ăn cái gì á, chẳng hạn như khoai hay là sắn gì đó, nó hay ăn thì mình sẽ dùng cái mồi đó để mình đặt bẫy nó. Thì hôm nay mình chia sẻ cách làm bẫy và ở đây chắc cũng có mười mấy cái đây. Một lúc nữa là mình sẽ đi đặt hết mười mấy cái này luôn. Mà nếu mà có mình sẽ quay lại cho anh em xem ha. Và đồng thời mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em khi mà mình dính sóc á thì mình bắt nó bằng cái cách nào để cho nó sống ha. Con sóc á, anh em thấy đó, nó nhanh lắm. Nhưng mà khi mình bắt á, anh em bắt nó cầm bên tay một lúc là nó cắn lưỡi nó chết à. Mình về mình nuôi cũng không có nuôi được. Ha, cho nên là tí nữa mà mình mà bắt được là mình sẽ quay lại cho anh em xem. Cũng đồng thời làm như thế nào để cho con sóc mình đưa về nhà nó sống ha. Bây giờ mình sẽ làm ở trên cây mình chia sẻ cho anh em xem nha. Ở đây mình chọn lùm tầm vông này để đặt bẫy nha anh em. Thì khi anh em đặt bẫy á, cái điều quan trọng nhất á là cái chỗ đó phải có sóc nha anh em. Còn mà nếu mà không có sóc thì mình đặt nó cũng chẳng dính đâu. Thì con sóc nó ưa ở lùm tầm vông này hoặc là ở cái khu vực nào mà gần mà có ủ mối á. Để mình quay cho anh em xem nha. Đây tầm vông này, anh em thấy không? Nó rộng vô cùng luôn. Khu vực này ở trên này cũng có tổ sóc luôn này anh em này. Đây, ở đây lại nó lại gần cái ụ mối này anh em thấy không? Đó, nhìn nó chỉ là hoang sơ. Đó, anh em thấy không? Tầm vông rất chỉ là nhiều nha anh em. Ở chỗ mình đây, mình đa số là mình đi ở tầm vông không à. Đó. Thì mình sẽ lựa cây này, mình làm bẫy này. Anh em cũng có thể mình chặt một cây to bằng ngón chân cái này. Mình cắm xuống cũng được. Nhưng mà đây mình không có cắm. Mình lấy cây tầm vông đang còn sống luôn. Đó, mình chặt trên ngọn đi. Thì ở đây mình để một cái cây để tí mình cắm mồi này anh em này. À, mình để một cái cây để mình cắm mồi. Đó. Giờ mình sẽ làm cho anh em xem ha. Thì cái cây mà nó thẳng như vậy là mình không có bẫy được đâu nha anh em. Mình phải để cho cái cây nó nằm xuống. Cái cây này nó hơi đứng nha anh em, mình sẽ chặt ở trong gốc này một nhát vừa phải thôi. Đó. Để mình kéo nó nằm xuống. Thì khi mà nó không nằm xuống được á, ở đây mình chặt một cây tre này. Giờ mình sẽ đóng vào đây.
Đó, anh em thấy không? Cái cây nó phải nghiêng như vậy nha anh em, nghiêng như vậy nó mới dính nha. Đó anh em thấy không? Để mình quay qua bên đây cho anh em xem ha. Thì cái cây là mình làm nghiêng như vậy nha anh em thấy không? Nó dài, mình chặt dài khoảng tầm 80 phân anh em, 80 cm, mình để dài khoảng 80 cm thôi. Đó, anh em thấy không? Nó phải nghiêng nghiêng như vậy thì khi con sóc nó lên á, nó sẽ lên từ đây ha. Nó sẽ bò từ dưới chân này, nó chạy từ lên dưới, lên từ dưới chân này, nó lên từ đây. Đó. Thì mình sẽ dùng mồi mình đặt vào đây. Đây, anh em thấy à, mình sẽ dùng một miếng mồi này. Mình sẽ đặt ở ngay lên trên ngọn nó này. Đây, cục mồi này mình sẽ cắm vào đây. Cục mồi mình cắm vào như vậy nha anh em. Còn cái dây cáp này anh em xỏ từ đây ha. Mình xỏ vào từ đây. Đây. Đó, khi anh em làm á thì cũng để ý làm sao cho nó cân như vậy ha. Đó, làm cho nó cân như vậy. Thì mình sẽ lấy dao mình chặt ở đây một đường nha anh em. Mình sẽ chặt ở đây một đường này. Đó, mình chặt cho nó bóc vỏ qua một đường. Xong mình sẽ kẹp nó vào đây. Mình kẹp cái thằng nó vào đây. Rồi xong rồi đó anh em. Mình vừa mới làm xong một cái thằng rồi đó. Giờ mình sẽ quay lại cho anh em xem nha. Đây ha, anh em thấy à, dưới gốc mình làm như vậy ha. Đó. Mình làm lên đây. Đây là cái thằng mình làm này anh em này. Đó. Anh em làm sao mà nó phải trên cái lưng cái cây tầm vông nha anh em. Chứ mình đừng có làm ở dưới, làm trên lưng nó này. Đó, làm như vậy đó. Thì cái thòng này anh em làm nó to khoảng tầm bằng cái đít của chai trà xanh không độ á. Đó, cái thòng này anh em làm to bằng cái đít chai trà xanh không độ thôi là ok rồi. Đó. Còn trên này là mồi này anh em này. Đó, như vậy là con sóc nó đi lên ăn mồi là nó sẽ chui vào đó. Thì khi mình làm á, anh em nhớ để cái sợi dây dù này, anh em thấy không? Sợi dây dù á, mình làm nó cao hơn ở cái cây tầm vông khoảng tầm 1 cm. 1 cm hoặc là 7-8 ly gì đó cũng được. Thì khi con sóc nó đi, nó sẽ hai cái chân trước nó sẽ chui qua đó. Và hai cái chân sau mà khi nó đi lên á thì nó sẽ bị dính lại. Thì khi nó dính rồi là bắt đầu nó dậy ha anh em, nó dậy là nó dính ở giữa cái eo á, ở ngay cái bụng. Thì nó vướng vào hai chân sau, nó sẽ con sóc nó không chết mà cũng không sậy luôn ha. Còn anh em mà làm nhỏ quá là nó sẽ chui vô cổ. Nó chui cổ là nó sẽ không dính đâu. Anh em lưu ý nha. Nếu mà nó chui vô cổ là nó dậy một hồi là nó sậy. Cho nên là anh em làm nó vòng nó to bằng cái đít chai sạch xanh không độ á. Xong rồi là cho cái sợi dây dù á, nó cao hơn cái cây tầm vông mình á, là 1 cm. Là khi nó dính là đa số nó dính eo ha. Thì anh em đi thăm nó sẽ không bị chết. Còn mà anh em mà làm mà nó nhỏ quá là nó dính cổ, mà to quá là nó chui qua nha. Đây ha, vậy á, mình làm đơn giản vậy thôi là lấy lúa rồi đó. Đó. Rồi hôm nay mình chia sẻ giữa vậy thôi anh em.
chào tạm biệt anh em nha. Thì buổi chiều nay nếu mà mình đi thăm mà có dính sóc thì mình sẽ quay lại cho anh em xem ha.